Xin chào mọi người và đặc biệt là các anh chị tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Đây là video clip em chia sẻ với mọi người về tử vi cũng như là vận hạn 6 tháng cuối năm Kỷ Hợi 2019 đối với các anh các chị. Có thể nói đây là một năm tuổi với trực thái tuế chiếu mệnh, cũng là năm mộc kỵ vào mạng của các anh các chị, cho nên gặp rất là nhiều điều khó khăn. Đặc biệt là với các anh nam, với sao thái bạc chiếu mạng thì rõ ràng là không tốt đẹp. Người ta nói mà năm sinh tháng tuổi, mà tháng năm tuổi lại là năm tuổi kỵ mạng, cho nên là trực thái tuế đem đến cho các anh chị rất là nhiều điều khó khăn ở trong cái năm này. Và nửa đầu năm, hôm nay là cuối tháng 5 rồi, nửa đầu cái năm 2019, các anh các chị trải qua thì các anh các chị cũng có biết được rằng mình nó có khó khăn thế nào. Tuy là trong cái sao chủ thì các anh trai thì dưỡng sao thái bạch, các chị nữ thì lại dưỡng sao có sao thái âm. Tuy nhiên là cái thái âm này không đủ cái sức để mà khỏa lấp đi cái những cái mà khó khăn trục trặc mà phần địa chi của năm đem lại cho các chị. Tuy nhiên là dù sao đi nữa thì các chị vẫn thoải mái nhẹ nhàng hơn là các anh. Những người mà nói chung là tuổi Hợi thì bị, có người không phải là người phạm thái tuế, nhưng mà không phải người nào cũng bị trực thái tuế, như là Quý Hợi và Ất Hợi thì bị trực thái tuế. Tuy nhiên là Tân Hợi thì thái tuế là một bên, một bên của mình không có trực diện, cho nên là mình cũng có gọi là một chút gì đó, có gặp khó khăn đi nữa thì cũng không quá lớn lao như là Quý Hợi và Ất Hợi. Vì do đầu năm thì mình không có đủ sức khỏe, điều kiện để mà mình làm cái tử vi cho các anh các chị, thì vào cái 6 tháng cuối năm này mình sẽ xét sơ lại cái nội tại của các anh các chị ở với cái năm nay như thế nào, sau đó mới vận vào cái vận trình của cái 6 tháng cuối năm đối với các anh các chị. Thì như các anh các chị biết ha, chắc cũng ở nhiều trang khác, nếu mà các anh các chị có quan tâm đến tử vi thì biết rằng nam mạng là sao thái bạch, nữ mạng là sao thái âm. Vận niên thì là Long Ngộ Vân, nhưng mà từ đầu năm tới giờ thì cái vận niên này không có thể hiện được cái gì cả, thấy toàn là gặp rắc rối, không thấy rồng gặp mây bay nhảy đâu cả ha. Các chị dù là có sao thái âm đi nữa thì cũng không có gì hết. Hạn thì nam là hạn toán tập trở, thì đó là hạn toán tập là trở ngại va vấp, còn nữ là hạn huỳnh tiền phòng bệnh nặng. Thiên can tân kỷ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, nhưng mà kỷ thì thuộc thổ, tân thì thuộc kim, cho nên là có thể nói là sinh nhập có lợi về tài lộc, nhưng mà không thấy lợi, từ đầu năm giờ thấy đi không à. Địa chi thì là tuổi Hợi gặp năm Hợi bị xung thái tuế, cho nên là cẩn thận. Cái thái tuế nhập hạn thì người ta nói không nạn cũng tai, công việc thì khá khó khăn. Bây giờ đã là cuối tháng 5 rồi, cho nên là mình sẽ không nói tới 6 tháng đầu năm nữa, mình chỉ xoáy vần vào 6 tháng cuối năm, có thể nói là 7 tháng, tại vì mình cái video nào mà mình chưa có làm tuổi của mọi người ở đầu năm thì mình sẽ nói luôn cả tháng 6 vô. Thì tháng 6 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 đối với người Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ như sau. Thì do là tháng 6 là tháng Tân Mùi, cho nên là tháng Tân Mùi thì thuộc thổ, mà người Tân Hợi thì thuộc kim, cho nên là thổ sinh kim, là bổn mạng được tương sinh, sức khỏe bổn mạng cũng có phần tốt đẹp hơn. Vì thế phúc tinh tài tinh sẽ hội tụ. Người ta nói là cái cung mà cung lộc tồn năm nay sẽ an ở hai cái tháng, đó là tháng Canh Ngọ và tháng Tân Mùi đối với người Tân Hợi. Tuy nhiên là Canh Ngọ vẫn chưa thấy tiền, nhưng mà Tân Mùi chắc chắn là sẽ tốt đẹp về hành thông. Lý do thì sao? Tại vì thiên can chữ Tân đồng hàng thì sẽ tốt đẹp vì nhiều điều cho công việc. Mùi gặp tháng người Hợi gặp tháng Mùi là tam hợp tháng Hợi Mão Mùi,
cho nên có thể nói là tháng 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 6 âm lịch vừa được tương sinh bổn mạng, phúc tinh tài tinh sẽ phát sáng, đặc biệt là cái phúc tinh lộc tồn sẽ bùng phát lên ha, gặp tam hợp nữa, tốt cho gia đạo lẫn cái mối quan hệ trong xã hội, thì có thể nói tháng 6 âm lịch bắt đầu khá khá tốt đẹp hơn và tiền tài sẽ đến với các chị. Còn cái người Thái Bạch có tiền nhưng chắc là khó giữ ha, các anh nam thì có tiền nhưng mà chắc khó giữ. Rồi đến tháng 7 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 thì tháng 7 âm lịch là tháng Nhâm Thân. Như vậy thì tháng Nhâm Thân là kim, cho nên là về trụ mệnh là kim đồng hành với lại người soi thiên kim của các anh các chị, cho nên bổn mạng sức khỏe cũng ok. Thiên can Tân Nhâm thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên tốt đẹp về công việc. Tuy nhiên chữ Tân thì thuộc kim, Nhâm thì thuộc thủy, cho nên có thể nói là sinh xuất Tân là kim sinh ra thủy là Nhâm, cho nên là có thể là sẽ hao tàn nhưng không quá lớn. Địa chi Thân Hợi, Dần Thân Tỵ Hợi, Thân Hợi, Dần Thân Tỵ Hợi, Thân Hợi là thuộc nhóm tương hại, nằm trong tứ hành xung nhưng cách xa nhau, thuộc nhóm tương hại, được hiểu là sự cản trở nhau ở trong cái gia đạo, gia đạo sẽ không có được vui vẻ ha đối với tuổi của các chị. Tiếp tục đó là tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Quý Dậu, tiếp tục là một tháng kim, cho nên bổn mạng cũng sẽ giống như tháng 7, đồng hành sức khỏe bổn mạng tốt, vì thế phúc tinh và tài tinh có chút hưởng lợi. Thiên can ấy, Tân Quý thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên Tân thì cũng vẫn là kim, Quý là thủy, cho nên nó là vẫn thuộc sinh sức ha. Kim sinh thủy ở trong nạp âm ngũ hành của thiên can có thể tiếp tục là một tháng hao tài. Tuy nhiên là hao tài này không không lớn, hoặc là có chủ định, ra tiền nhưng mà có chủ định. Địa chi Dậu Hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung hợp nhau. Ok, như vậy thì tháng tháng 8 cũng sẽ khá giống như tháng 7, tốt đẹp hơn tháng 7 vì là địa chi không có xung khắc gì cả. Rồi tiếp đến đó là tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 đối với người Tân Hợi, thì tháng tháng 9 của năm Kỷ Hợi là tháng Giáp Tuất, cho nên là tháng Giáp Tuất thì thuộc hỏa. Như vậy mệnh thì hỏa sẽ khắc kim, bản mệnh bị tháng khắc, bổn mạng không gặp cái chuyện tốt lành, cẩn thận về mặt sức khỏe và cái bổn mạng của mình, vì gọi là hỏa khắc kim, cho nên là các phúc tinh và tài tinh sẽ bị che đi, và để đem đến cái nhiều cái điều mà là khó khăn ở trong cái việc này. Tân Giáp thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên là nạp âm của Tân vẫn là kim, Giáp là mộc, cho nên là nạp âm ngũ hành là tương khắc, cho nên công việc tiềm ẩn cái sự khó khăn chứ không phải là tốt đẹp gì ha. Địa chi Tuất Hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung nhau, cho nên gia đạo cũng ok, không đến nỗi nào là có vấn đề gì ha. Như vậy tháng 9 phải cẩn thận nhiều về phần sức khỏe của các anh các chị, đặc biệt là với các anh với sao Thái Bạch, coi chừng là tháng này sẽ bệnh nặng và nằm một chỗ, không có ảnh hưởng đến cái công việc của mình, đúng không? Tháng tiếp theo đó là tháng 10, tháng có thể nói là khó khăn nhất trong 6 tháng cuối năm đối với các anh các chị, các anh với Thái Bạch và các chị với Thái Âm thì cũng như nhau ở trong tháng này, tự vì hai sao này đều bị sao Thái Âm có tốt đi nữa thì gặp tháng này cũng bị quy về không ha. Sao Thái Bạch thì khỏi nói rồi, người ta nói sao Thái Bạch thì quét sạch cửa nhà. Tuy nhiên là nhờ cái sao Thái Bạch nó thuộc hành kim, các anh thuộc hành kim luôn, cho nên là nó cũng phần nào bớt khi cái tác dụng của nó, không làm các anh sạch cửa nhà, chỉ là hao tốn thôi. Như vậy vận vào cái tháng 10 thì tháng 10 là tháng Ất Hợi, tháng Ất Hợi là tháng hỏa. Như vậy mệnh hỏa khắc kim, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng gặp không tốt,
phúc tinh tài tinh vì ấy bị che lấp hoàn toàn. Thiên can chữ tân của các anh các chị khắc chữ ất của tháng. À, thiên can khắc tháng, công việc gặp nhiều điều bất lợi không vui. À, dù rằng đó là các anh các chị tân khắc ất thì các anh các chị có thể là phần nào hóa giải được cái sự khó khăn, tuy nhiên là gặp cái chuyện khó khăn, gặp cái chuyện buồn phiền làm sao vui vẻ được ha. Địa chi hợi gặp hợi, à rồi người ta gọi là năm sinh tháng tuổi, bản thân người tuổi hợi gặp năm hợi chơi vào tháng hợi thì chắc chắn là sẽ có nhiều điều khó khăn trong gia đạo cũng như các mối quan hệ, đem đến rất là nhiều điều phức tạp ở trong cuộc sống của mình. Rõ ràng với cái tháng 10 tháng ất hợi có rất là nhiều cái xung khắc cả về mạng thiên can và địa chi như thế này, thì là các anh các chị thì em cực kỳ cẩn thận ha, không nên đi xa ở trong tháng này luôn, từ vì hỏa khắc kim rồi không có cái gì tương trợ cả ha, coi cẩn thận nha các anh các chị, gọi là tháng này là nhịn thôi chưa đủ, phải nhục nữa mới được qua được em xui ha. Vậy rồi tiếp đến đó là tháng 11. À, tháng 11 là tháng Bính Tý. Tháng Bính Tý của năm Kỷ Hợi 2019. À, thì tháng Bính Tý là thủy, như vậy mệnh là kim sinh thủy. À, bổn mạng bị sinh xuất, sức khỏe yếu, cẩn trọng bổn mạng. À. Rồi, thiên can á là chữ Bính hợp chữ Tân. À, thiên can thuộc ngũ hợp cho nên là công việc dễ sinh tốt đẹp, dễ sinh tài lộc. À, vừa trải qua một cái tháng 10 kinh khủng và tháng 11 có Bính hợp Tân là ngũ hợp. Hy vọng với ngũ hợp này nó chủ về công việc và tài lộc, nó sẽ đem đến tài lộc và công việc tốt đẹp hơn, gỡ gạt cái tháng 10 cho các anh các chị. À, đặc biệt là các anh với thái bạch chiếu mạng. Địa chi Tý Hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp. Tý Hợi thì đều luộc thủy cho nên là gia đạo tốt đẹp, không có vấn đề ha. Rồi tiếp đến là tháng cuối cùng của năm Kỷ Hợi 2019, đó chắc chắn là tháng Đinh Sửu, tháng Chạp. À, tháng Đinh Sửu thì tiếp tục là tháng thủy. À, như vậy xét về mệnh là kim sinh thủy, bổn mạng bị sinh xuất, sức khỏe yếu, cẩn trọng. Mà khi bổn mạng bị sinh xuất thì phúc tinh và tài tinh không bị tắt hẳn, nó chỉ yếu đi thôi, và nó yếu đi thì tác dụng của nó lên cái bổn mạng của mình nó sẽ không cao, và vì thế là đừng mong nó sinh tài lộc ở trong tháng này. À, đặc biệt là thiên can với chữ Đinh khắc chữ Tân. À, tháng khắc thiên can, công việc tài lộc nhiều biến động xấu. À, cẩn thận vướng kiện thưa. Thì rõ ràng thôi, nếu như mà các anh mà Tân Hợi ha, vướng cái với sao thái bạch từ đầu năm tới cuối năm mà làm không có tiền, giờ này là chủ nợ nó dí liên tục, là không khéo nó lôi đầu ra nó kiện. À, nhớ cẩn thận cái tháng này ha. Rồi, địa chi Sửu với Hợi là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau. Như vậy thì nó gia đạo vẫn là một cái điều khá là ok. Có thể nói là tháng Chạp mà tháng Tết rồi thì cái có gì đi nữa thì gia đạo cũng phải ngồi lại bên nhau, cùng nhau gánh vác mà vượt qua cái khó khăn. À, như vậy thì với 6 tháng cuối năm, à, báo hiệu khá nhiều điều khó khăn vẫn chờ đón các anh các chị ở tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 này. Hy vọng rằng là cái thông tin vừa rồi em đưa đến cho mọi người sẽ giúp mọi người có thêm một cái hành trang để biết mà cương nhu trong cái việc làm ăn, vượt qua cái năm đầy biến động và khó khăn này. À, nếu các anh chị xem video thấy hay và chính xác, xin bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Tân Hợi biết mà ứng dụng vào cuộc sống để có những cái nhận định tốt mà vượt qua cái năm Kỷ Hợi 2019 này một cách nhẹ nhàng. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video khác, có thể về tử vi của mọi người hoặc là người thân, bạn bè. À, rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.